Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai, Trường Hải tại huyện Núi Thành, Quảng Nam. Đây là nhà máy có quy mô lớn nhất ở khu kinh tế mở Chu Lai, hàng năm sản xuất và tiêu thụ gần 100.000 xe ô tô các loại và nộp ngân sách cho địa phương gần 10.000 tỷ đồng. Bày tỏ niềm vui trước những thành tiệu của công ty đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trong quá trình đầu tư sản xuất, công ty cần chú trọng đến việc sản xuất các mặt hàng phụ trợ, cố gắng tăng tỷ lệ nội địa hóa nhằm tạo ra nhiều loại xe ô tô có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã đến dân hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.